Lily xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm rất nổi tiếng được mang tên Đừng Gọi Anh Bằng Chú. Đừng gọi anh bằng chú, sao nghe quá cách xa, kẻo người ta bảo anh là già. Anh đây đâu có già, anh mới 35 tuổi hà, đâu có già phải không anh? Em cứ lòng vòng lanh quanh, để anh nhớ nhung trong lòng, mai lỡ em lấy chồng, anh buồn lắm em biết không? Ngày nào anh cũng đứng, anh đứng bên dòng sông, cứ chờ mong bóng em qua cầu, áo bà ba nón nghiêng nghiêng đầu, mà lòng anh ôi nghe xuyến sao. Người không quen biết đứng chờ làm gì, người không quen biết nhớ nhung làm gì, thôi tránh xa để em còn đi chờ, là bà con trông thấy mất mẹ cha đánh đòn. Vì em còn con gái, anh cũng còn con trai, hai đứa mình yêu nhau, cớ sao đâu mà em cứ thẹn thùng. Cô ba, cô sáu, cô năm hồng đào lăng tươi, sao không đi ngỏ lời yêu mà theo con hoài? Lòng anh đây chỉ thương em à, làm sao nói tiếng yêu với người khác chứ, mà bao cô này cô kia thôi. Giờ không tin anh xin thề, lòng anh có dối gian, cho trèo vui ớt rớt xuống bụi hành chết luôn. Ngày nào anh cũng đứng, anh đứng bên dòng sông, cứ chờ mong bóng em qua cầu, áo bà ba nón nghiêng nghiêng đầu, mà lòng anh ôi sao xuyến sao. Người không quen biết đứng chờ làm gì, người không quen nhớ nhung làm gì, thôi tránh ra để tôi còn đi chờ, lỡ bà con trông thấy mất mẹ cha đánh đòn. Vì con còn con gái, anh cũng còn con trai, hai đứa mình yêu nhau, cớ sao đâu mà em cứ thẹn thùng. Cô ba, cô sáu, cô năm hồng đào lăng tươi, sao không đi gặp lời yêu mà theo cô hoài? Lòng anh đây chỉ thương em hà, làm sao nói tiếng yêu với người khác chứ, mà bao cô này cô kia. Thôi thôi chú chân xe ra, nhường đường con đi, ai tin chốt lười đầu môi lời yêu chân thành. Giờ không tin anh xin thề, lòng anh có dối gian, cho trèo vui ớt rớt xuống bụi hành chết luôn. Thôi thôi anh chân ra đi, we made USAA insurance for veterans like Martin.